còn cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, còn cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết giang cao, cha là núi đứng lại và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha, nhớ cha nhiều. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi, con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhớ đến công ơn cha đã sinh dưỡng dưỡng lúc con còn thơ, mãi mãi bên con từng phút giây, biết đặt đền sao cho xứng cân. Ôi cao quý công cha sao con đã đền, nơi con gian lao tấm thân cha đã hào gầy. Cha ơi, nay con lớn nhưng cha
đến lúc biết mến thương nhưng cha đã khuất. Nhớ dáng thân yêu của người cha thuở nhỏ lúc con còn thơ, nhớ tới bao nhiêu điều mến thương suốt một đời con luôn khắc ghi. Đến lúc cha không còn ở nơi thế trần, lúc con quạnh hiu, nhớ mãi công cha thật lớn lao, biết đáp đền sao cho xứng cân. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Con ngồi đếm hạt mưa bay, làm sao đếm hết những ngày gian lao. Biển thì rộng, núi thì cao, dáng cha nghiêng bóng in vào gió sương. Con ngồi lặng giữa thương yêu, một dòng lãng mạn trăm điều suy tư. Lúc bé thơ dại khờ còn chưa biết gì, đến khi con lớn mới thấy công cha thật lớn lao, như biển trời cao hơn Thái Sơn. Nhớ đến công ơn cha đã sinh dưỡng dục lúc con còn thơ, mãi mãi bên con từng phút giây, biết đáp đền sao cho xứng cân. Ôi cao quý công cha sao con đáp đền, nuôi con gian lao tấm thân cha đã hao gầy. Cha ơi, nay con lớn nhưng cha con xa cách nhau, đến lúc biết mến thương nhưng cha đã khuất. Ngày đã xa cách chung khơi, càng thấy luyến nhớ công ơn cha. Đến ngàn đời con ghi sâu, gần đây lòng chẳng hề quên. Đến ngày đã xa cách chung khơi, càng thấy luyến nhớ công ơn cha. Đến ngàn đời con ghi sâu, gần đây lòng chẳng hề quên. Còn sống xa quê nhà, vẫn một lòng thương nhớ mẹ cha. Như tuổi thơ con được cha ôm ấp, dìu bước con trên mọi nẻo đường. Bao ước mơ cha sống cho riêng con, quên nhọc nhằn nuôi thăm rừng xa. Ôi tình cha vững vàng như núi thay, tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Tình thắm sâu đâu gì sánh bằng. Cha hỡi cha con nay đã về, mong đáp đền tình nghĩa cao sâu. Con gọi cha sao cha không lên tiếng, để hồn con đang chiêu thắm sầu. Để hồn con đang
con nghẹn ngào ngậm ngùi bao thương nhớ. Cha ơi cha, sao cha bỏ con, xin một lần đền đáp tình cha. Xuân thu hạ cánh nghèo nàn day dứt lòng cha, mong đàn con trâu bầy mau vun lên được ấm êm trong cảnh thái bình. Đó là có khi chúng ta sẽ xét đến một tài một hạt xin mời cô nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm biến hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao tội cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ăn rất ngàn thu. Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì,
hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Rồi đến chúng ta là những người đang sống. Những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng họ để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa chúng ta là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng ta hãy cẩn khoản nài xin Chúa cho linh hồn tôi tới Chúa là Phêrô, mà Chúa đã truyền ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Xin cho tôi tớ Chúa vừa vượt qua cửa sự chết an toàn và được mãi mãi ở cùng các thánh dưới ánh quang mà xưa Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham và miêu duệ ông. Xin Chúa ngăn lời chúng con. Lạy Chúa, xin xóa mọi vết nhơ nơi linh hồn tôi tớ Chúa, và đến ngày trọng đãi được phục sinh và ân thưởng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin đoái thương phục sinh tôi tớ Chúa cùng các thánh và những người Chúa chọn. Xin cho tôi tớ Chúa được thư tha mọi nỗi lầm, được hưởng sự sống bất biệt trong vương quốc vĩnh hằng của Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái nghe những lời chúng con đang tha thiết nài xin cho linh hồn ông Phêrô và cho tăng gia chúng con được bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta làm phép áo quan. Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở cho chúng ta biết rằng chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, và theo giáo lý Công giáo, thân xác con người sau cuộc đời trần thế dù có bị mục nát tiêu tan đi, nhưng đến ngày tận thế sẽ được sống lại. Vậy chúng ta hãy hợp lời cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, và nhận lòng thành kính của chúng ta đối với người thân đã ra đi, mà ban cho linh hồn Phêrô được yên giấc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống nay. Sinh bởi ta Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Pi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thần
sống vậy. Amen. Kính thưa ông bà Lộc, phó ngoại của đoàn công đồ Thánh Tâm cùng toàn thể gia đình và tăng quyến, cha xứ, quý cha phụ tá, quý ban hành giáo, đại diện cho tổng đoàn, hôm nay được tin chú đoàn cụ Phêrô là người cả tính thân yêu của gia đình, là nhà phụ của ông Thân Lộc, phó ngoại công đồ Thánh Tâm. Chúng tôi xin được thành kính thân yêu của gia đình cụ Phêrô khi còn sống với 81 năm làm con cái của Chúa, trải qua thời gian đau bệnh của bà, hiểu thông với cuộc tử nạn của Chúa, cho sự đón nhận những đau khổ xác như tinh thần. Hôm nay Chúa gọi về cho niềm thương tiếc của gia đình và cộng đoàn. Giáo xứ xin được thông chi sự mất mát này, nguyện xin Thiên Chúa là cha rất nhân từ đầy lòng thương xót sống người cụ Phêrô về đường gian thắng của ngài, với niềm tin tưởng nếu ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ được sống lại với người. Nếu chúng ta cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng ngài thống trị. Cánh cửa trời mới, đất mới sẽ mở ra để đón Phêrô về đường gian thắng của ngài. Xin Thiên Chúa cùng tha thứ tất cả những lỗi lầm của thân phận màu giò của con người để ông được về dự kiến trước tôn nhan của Chúa. Một lần nữa, giáo sĩ xin được tổng thống kính thân yêu và xin Chúa cùng mang thêm sức cho gia đình để đón nhận sự bất bắc này cho niềm tin và tổ chức. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Mẹ ơi, mẹ là suối nước trong, mẹ là chốn nước mong, nơi hồn con ngóng trông mẹ thương đến. Đoàn con dâng ngàn muôn tiếng ca, dâng tình yêu thiết tha, mẹ dẫn đưa hồn con tới quê nhà. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con học ân chan chứa, cho dù cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ma đại nghe lời con thiết tha, tình thương mến ân u con ngày đêm, nhận thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng khẳng định lối nghĩa cùng Chúa. Thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái mà nhờ ơn Chúa, thì con sẽ ránh xa vì tội cùng làm việc đền tội cho sướng ai. Lạy Cha, chúng con đã trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng nước Cha chỉ đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Đây là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính nước Chúa Giêsu Kitô là con một đấng Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà tháng sáng xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu lưng Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa mới trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được độ. Thì vậy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Cha phần hạt cho linh hồn Phêrô chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa liền tội, thì xin mở cửa thủ rạp ấy cho ra, mà đem đến chỗ thương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Luôn luôn Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn, vì đời sao được.
Cha và con và thánh thần nam em cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ con ở chúng con. Xin chưa để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho và sự anh mở Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời ngồi cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Anh mở Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là anh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Kinh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Sáng chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Giô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết mà táng sao xuống một tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lấy xuống quan xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. À xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dỗi được, lạy Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban nước. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân đất Chúa trời, đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, thì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù và được ý yên. Amen. Chúng con lạy từ vực sâu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đời trong Chúa nhận lời. Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vương thành tươi, nhưng cha quan lòng thứ tha, khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ vực sâu con cầu xin Chúa, Chúa ơi. Từ vực sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhận lời. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Lạy Mẹ xin yên núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin qua những nỗi u buồn. Vì đời con theo thầm biết bao đau thương. Và Thánh Giuse cùng Thánh Tử ban cho linh hồn Phêrô chúng con cầu nguyện hôm nay. Amen.
cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non giữ nuôi con bao ngày cuống tròn. Con sinh đến trong đời an vui như có ơn trời mà ơn cha mẹ. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình hồng rộng theo tình người con ngoan. Em đẹp tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao trốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mãi con lớn lên thầm ra đi cùng cánh trong đường xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữ gia đình được sống theo tình người con. Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần từ đã có chốn vô cùng và bây giờ và
trời là cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, trên mà tán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, từ bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh hồng công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống và amen. Dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin, nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa ban hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa Trời đêm ngày. Hãy trông cậy người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, thì một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sắp mình kêu xin Chúa cho linh hồn Phêrô đã qua đời. Xin Chúa cho để linh hồn ấy phải thay ma quỷ, đừng quên linh hồn ấy đời đời. Một khiên thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xuống lửa hỏa ngục được lên thiên đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng về công nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con ai. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn về đô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu, mà đưa linh hồn về đô qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp Đức Nữ Đồng Trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nâu vô cùng đớn đau. Thank you.
hôm nay sẽ mở lại gian khổ cuộc đời, ai ấy là vườn cha. Bố là tất cả, bố ơi. Kính thưa thương linh bố, trong giờ phút thiêng liêng như trầm như bút, trang nghiêm với lòng thành kính của cha, chúng con quỳ trước linh cứu bố, lòng như chợt tỉnh lại sau những bàng hoàng ngột ngạt. Các em chúng ta quỳ xuống, khi bố chút hơi thở cuối cùng thì giờ đây trong lòng mỗi một chúng con chợt lại dâng trào niềm thương nữa, vì sắp phải vĩnh biệt chia ly người bố, người ông, người cụ kính mến. Bố ơi, ngày mai thân xác yêu thương ấy và mãi mãi không còn ở lại với chúng con rồi. Ơn dưỡng dục kéo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết mấy công lao, nghĩa sinh thành ủ ập yêu thương, tơ tóc những niềm chưa báo trả. Bố ơi, lúc tuổi già sẽ bóng, chúng con cũng mong được cận kề bên bố để sớm hôm chăm sóc đền ơn. Nhưng bố cũng biết khó lòng, bố vẫn thường động viên chúng con cố gắng lo toan để con cháu được ấm no bằng người. Thế mới biết trong cuộc đời này không ai thương con bằng mẹ cha. Thêm một đời bão tố để cho con mãi mãi bình yên. Lòng cứ thật lòng, chúng con âm thầm khấn nguyện cùng chú phù hộ cho bố. Thế nhưng cả bầu trời yêu thương ấy bỗng sụp xuống. Là nuôi, từ đây còn đâu nữa gọi lời bố yêu. Bố ơi, ngày mai bố đã ra đi rồi, trước giờ tiễn biệt bố, chúng con cùng cháu cha đứng trước linh cữu, xin lạy tạ ơn bố đã ban cho chúng con thân xác hình hài, tình yêu thương và che chở các con trong cuộc đời này. Cây trăm năm, cây trăm nhánh, cây cùng một cội, nước trăm khe, nước chỉ một bồn. Bố ơi, chỉ còn ít phút nữa thôi, bố đã bỏ chúng con rồi. Tất cả chúng con đã về đây đông đủ, các chú, các thi, các bác cũng đang quy tụ đầy đủ ở nơi đây. Với bố, thành tâm quỳ trước di hành của bố, nguyện cầu luôn linh bố được sớm về hưởng nhan thánh chúa. Chúng con có điều gì đó phạm đến bố, xin bố bỏ qua. Xin bố về nước thiên đàng cầu nguyện cho chúng con một lần nữa. Chúng con xin vái bố một nén hương tạm biệt bố. Anh em chúng ta vái bố một lần.
Lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ mẹ ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đêm phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha lang thang mình tôi bước âm thầm, đường về hôm nay đã vắng bóng cha. Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa, cha yêu ơi mình còn trong mưa. Giờ mẹ ngồi đây lòng thương nhớ cha đã ngàn xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá Maria, đời ơn phúc đức Chúa trời.
sẽ cùng bà mặt có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà buồn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lòng tử. Amen. Thánh mừng Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là mọi người nữ và Giêsu con lòng bà buồn phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời của chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lòng tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời trong cùng. Amen. Chúng con cái vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy Chúa con ở dưới vực sâu kêu lên xin nếu Chúa chấp tôi nào ai dối được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, công vì lạy Chúa khoan nước. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cái vì lạy. Trông cậy Chúa, những kẻ làm dân được Chúa trở lên ngày ấy. Trông cậy người cho nên, thì người rất nhân lành ấy thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người ấy. Xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù mục và được nghỉ yên an. Thank you.
xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba quay nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm u con ngày đêm, đoàn thân xác hồn tràn ngàn ơn yêu. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, ban cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nguyện nối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng trên hết mọi thời, con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái mà nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lãnh ra dịp tội cùng làm việc đến tội cho xứng. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta biết rằng chúng ta đã từ Thiên Chúa mà đến trần gian, khi qua khỏi cõi trần ta lại về với Thiên Chúa. Nghi thức dập mặt nhắc ta nhớ rằng Cụ Phêrô sắp rời căn nhà trần gian này để về nhà Cha đời đời, sẽ lìa bỏ thân nhân bạn bè để về với Thiên Chúa tình thương. Trong phút giây vàng hoàng, phút giây và khuôn mặt thân yêu của Cụ Phêrô vĩnh viễn không còn được nhìn thấy trên trần gian này nữa, chúng ta hãy hướng nhìn lên Chúa và cho linh hồn Phêrô được thấy mặt Chúa trong quá sống ngàn thu, và xin cho chúng ta được gặp lại Cụ trong nhà Cha muôn thuở. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hãy đến với ta hết thảy những kẻ lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức. Hãy mang lẽ của ta vào mình và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn. Vì ách ta êm ái và gánh ta là nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, đấng đã cam lòng gánh chịu bao đau khổ của ta, và tha thiết cầu xin: Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con càng thấy mình bất lực khi mãi đương đầu với mầu nhiệm suy chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Đừng chưa cành chia ly tan tóc này, chúng con này xin Chúa yên ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng đau thương và bối rối này. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Ước gì chúng con đưa mãi hình anh Cụ Phêrô, và hy vọng chắc chắn sẽ gặp lại nhau trong nhà Cha muôn đời. Lạy Chúa, xin ở lại cùng chúng con. Chúng con dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, đã đến lúc Cụ Phêrô từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con nhớ mãi hình ảnh thân thương trìu mến của Cụ. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nước cay như những người bị mất mát hay nuối tiếc những chuyện không đâu, nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa với trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lạy chúng con xin Cha đất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho linh hồn Phêrô chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện
lên tôi thì xin mở cửa tủ rạc ấy cho ra, mà đem đến chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa con đã chịu nan chịu chết vì chúng con. Chúng con trong cảnh giới thánh đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa Thế Chúa gọi lời chúng con. Sầu tôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trông Chúa nhận lời. Chu toàn dương dục con cái biết theo đạo.
con cái biết theo đạo lành. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cụ linh mục Phêrô.
Xin Chúa thương tha những thiếu sót, những tội lỗi của cụ khi cụ còn sống ở thời gian này. Khi chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho cụ, chúng ta cũng hướng đến đời sống của mỗi chúng ta. Vì cái chết như vị khách không mời mà đến, cái chết chúng ta biết chắc được cuộc đời của chúng ta sẽ phải chết, nhưng không biết chết bất cứ lúc nào và giờ nào. Chính vì vậy, mỗi người chúng ta cũng hãy chuẩn bị cuộc sống của mình ngay ở đời này. Khi còn sống, lúc nào chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm hồn trong sạch để luôn luôn chuẩn bị giờ chúng ta chúng ta bất cứ lúc nào. Trong thánh lễ này, xin cộng đoàn nhất trí cầu nguyện cho linh hồn Phêrô nhận ngày lễ dỗ Vincent Day của nhân ngày lễ dỗ hôm trong ngày John Batista Maria Jose các linh hồn xin tạ ơn và xin cầu nguyện nào. Giờ đây chúng ta thú nhận tội lỗi của mình để xin đáng tự hành cầu nguyện thánh. Tôi thú nhận bao lâu sống trong thân xác này là lực lượng
chờ anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến nơi gọi là núi Giò, chúng đắp lên người vào thập giá cùng với hai tên trộm, một đứa bên hữu, một đứa bên tả người. Bây giờ Chúa Giêsu than thở rằng: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi chúng rút thăm mà chia nhau áo người. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng bồn án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu sự với chúng ta làm. Còn ông này, ông làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Quả thật, ta bảo ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, sự mất mát chia ly của người thân làm cho người còn sống trong gia đình một nỗi đau xót khó có thể chạy được, hay như là một thánh giá rất lớn trong cuộc đời của gia đình nhà nghèo. Đứng trước đau khổ đó, rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu khi một người thân của mình đã qua đời? Đứng trước đau khổ này, chúng ta là những người Kitô hữu chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu mới soi sáng cho chúng ta thân phận con người, và Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Thiên Chúa luôn hiện diện nơi những đau khổ ấy. Đứng trước đau khổ của thân phận con người, chúng ta hãy nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để suy ngẫm về sự chết của người. Một trong những niềm an ủi lớn nhất cho chúng ta trong khi mà người thân qua đời và đến bây giờ chỉ có lời Chúa mà thôi. Qua lời Chúa giáo huấn của giáo hội hay sáng cho chúng ta thấy, chính Chúa Giêsu đã mang lấy thân phận con người, gánh lấy đau khổ để con người được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã chết để cho con người được sống. Chính Chúa Giêsu đã đi trước để dọn nơi cho chúng ta đến sau này, nơi mà chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Hôm nay chúng ta quây quần bên linh cữu của cụ Phêrô để cầu nguyện cho cụ. Với thân phận con người yếu đuối và mỏng giòn, chắc chắn không ai không có thể tránh được những thiếu sót, những lỗi lầm, và ngay cả chúng ta cũng vậy. Thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ những thiếu sót, mau cho dân cụ đưa về hưởng thiên đàng.
bình Chúa. Đồng thời chúng ta suy niệm về cái chết. Đứng trước cái chết, câu hỏi khó có câu trả lời. Chúng ta đều biết rằng chết là một điều đương nhiên trong mỗi con người. Chúng ta không muốn nghĩ đến cái chết, nhưng cái chết đến với chúng ta như một mầu nhiệm. Cái chết là một vị khách không mời mà đến, không chào đón mà đến bất cứ lúc nào. Thánh Anselm đã nhận định điều biết chắc chắn là cái chết, điều không biết là sợ chết đến lúc nào. Sự chết là chuyện chung, người ta thường nghĩ như thế, bởi chết, chết chóc là tan tóc, là thương tâm, là thê lương, nào ai có muốn. Chết là sự ly biệt, là giọt nước chảy dài của một kiếp người, tăng thương vô cùng. Sự chết gây ra cảm xúc cho con người, và con người nghĩ rằng đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Bài tin mừng hôm nay cho ta thấy chính Giê-xu đã chịu chết. Trước mầu nhiệm sự chết của Chúa Giê-xu, chúng ta với trí khôn của loài người suy nghĩ cả đời cũng không thể thấu hiểu được tại sao Thiên Chúa lại chịu chết. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá đã khai mở cho ta thấy ý nghĩa của sự chết. Thánh Luca cho chúng ta thấy khung cảnh và bầu khí của Chúa Giê-xu chịu nòng đinh, chịu chết trên thập giá. Một con người hoàn toàn bất lực, chịu nhục nhã, thất bại ê chề, mà lại là một Thiên Chúa vinh quang. Nhục nhã là bởi vì sỉ nhục, vì con người đánh đòn và đóng đinh, nhưng lại là một Thiên Chúa vinh quang và quyền năng. Một tên trộm lành đã cầu xin với Chúa Giê-xu, lạy Thầy, khi nào vào nước thiên đàng, xin hãy nhớ đến tôi. Và Chúa Giê-xu đã đáp lại, ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với ta. Quả thật, chỉ có Thiên Chúa đầy quyền năng mới nói được như thế. Chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho cụ Phêrô, và chúng ta cũng tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được sống với cụ trên nước thiên đàng. Dẫu vậy, ngay ở đời sống hiện tại, chúng ta cũng phải suy nghĩ thế nào để chúng ta sống yêu thương, sống cho Chúa và sống cho những người anh em của chúng ta. Để rồi chúng ta tin tưởng Chúa chính là mục tử chăm sóc tôi chẳng thiếu thốn gì, tất cả đều sẵn sàng, như tác giả Thánh Vịnh đã xác nhận: trong đồng cỏ xanh tươi người cho tôi nằm nghỉ, người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi, người dẫn tôi trên đường ngay đèo chính vì danh dự của người. Amen. Yeah.
nhân. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản van nài xin lòng nhân từ Chúa cho tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô, để kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng cứu độ giàu lòng từ ái sẽ nhận ra người là vị phẩm phán để lòng xót thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Xin cho hết thành
cao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đập thương sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng, lệnh Chúa thương thế và theo thế Người dạy chúng ta giang nguyện rằng: Thank you.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, con Chúa đã để lại cho chúng con của an lành trong bí tích thánh thể. Xin đoái phương cho người anh em của chúng con là linh hồn Phêrô, nhờ của ân này được đạt tới chính bản điện muôn đời của Đức Kitô, người hằng sống và hiển trì muôn đời. Chúng con đã còn sống, biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau.
báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Một đời cha công ơn cao như núi Thái, tháng tháng năm năm miệt mài gìn giữ chăm nom vợ con. Rồi thời gian răng long tóc trắng xa mồi, nhưng chưa dứt hết nợ đời, còn kia cháu chất vòi thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Từng lời khuyên, từng lời trang nghiêm giáo huấn, ánh mắt uy nghi dịu dàng, dòng dạ gian nan đời cha. Rồi giờ đây tròn lòng thêm tiếc nuối buồn thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Từng lời khuyên, từng lời trang nghiêm giáo huấn, ánh mắt uy nghi dịu dàng, ròng rã gian nan đời cha. Rồi giờ đây con cháu cháu thêm người, công ơn báo hiếu không tròn lòng thêm nuối tiếc buồn thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin kính yêu. Từng lời ru, từng lời êm thắm thiết, thoáng thoáng ngân nga trầm buồn, mòn mỏi dòng qua thời gian. Và hằng mong con khôn cháu lớn ngoan hiền, danh thơm tiếng tốt xây đời, và nên chứng tình thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Một đời cha công ơn cao như núi Thái, tháng tháng năm năm miệt mài gìn giữ chăm nom vợ con. Dứt hết nợ đời, còn kia cháu chất vòi thương. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Làm sao báo đáp công dưỡng dục ơn nghĩa sinh thành. Nguyện xin Chúa thương ban ngàn phúc cho người kính yêu. Những kỷ niệm về người cha đối với mỗi đứa con sẽ hiện hiện một cách rõ nét, khó mờ phai. Mãi mãi là những kỷ niệm khó quên qua hình ảnh và việc làm của người cha.
vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ, cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư, như dòng bão trở lại trong hồn. Cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông. Thứ tư khi ăn nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tới Chúa, được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin Ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn cụ Phêrô của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cùng thương cho cụ Phêrô được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thánh lối, xin thương đưa cụ Phêrô về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ cụ Phêrô, xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúa trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Măng Phong Siêu Phi La Tô, chiều đăng đanh trên cây thánh giá, trên và tháng sang xuống hùng tố tầng. Ngày thứ ba bởi trong kẻ trên mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ trên. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại,
tôi tin hằng sống vậy. Amen. Cha chánh xứ, quý cha phụ tá, quý tu sĩ, quý chức thường vụ ban hành giáo, ban trị sự các giới, ban tụ vụ các hội đoàn, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ, ban điều hành họ, ban điều hành các tổ sống đạo và đội nô tùy giáo họ Fatima, quý cô dì chú bác, thân bằng huyết tộc, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện. Khi ông Phêrô còn nằm trên giường bệnh, đã được quý cha và quý vị đến thăm hỏi, động viên và trao ban ơn Thánh Chúa qua các bí tích. Và khi ông Phêrô được Chúa gọi về, lại được quý cha và quý vị đến dâng lời cầu nguyện, chia buồn và phân ưu cùng gia đình. Hôm nay đã được cha phụ tá dâng thánh lễ cuối cùng, cùng toàn thể quý cộng đoàn hiệp thông, đồng thời công tác giúp đỡ, phục vụ và tiến đưa ông Phêrô ra nơi an nghỉ cuối cùng. Trước tất cả những tình cảm yêu thương và ơn nghĩa đó, chúng con chẳng biết lấy gì để đền đáp. Nguyện xin lòng thương xót Chúa tuôn đổ tràn đầy ân sủng và bình an trên quý cha cùng toàn thể quý vị. Trọng kính quý cha, kính thưa toàn thể cộng đoàn, với 81 năm trên đường nữ hành chấn thế, chắc chắn ông Phêrô đã không tránh khỏi những thiếu sót trước mặt Chúa và mọi người. Xin quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ông sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Một lần nữa chúng con xin hết lòng cảm tạ và tri ân. Và trong lúc tang gia bối rối có điều gì thiếu sót, xin niệm tình cảm thông và tha thứ. Tang gia chúng con đồng bái tạ. Thánh Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa làm chủ cả người sống lẫn kẻ chết, và thương xót hết mọi người mà Chúa biết sẽ thuộc về Chúa nhờ lòng tin và việc làm của họ, nhờ lời truyền cầu của toàn thể các thánh. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa cho tất cả những ai còn sống hay đã qua đời mà chúng con đang tưởng nhớ và cầu nguyện, được Chúa tỏ lòng nhân từ ái tốt tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu Chúa soi trên linh hồn Phêrô. Chúng lên mình u tối. Chúng niềm thành tin dâng mẹ nhân ơi, nguyện mẹ thương nghe đón con cái thiên tha ban nay. Sau tiếng khóc than con ngóng đớn đau, mẹ mẹ ơi hãy đói thương, lòng từ bi hãy chiếu soi lên mọi linh hồn. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy màn đứng Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng.
lặng lẽ trong tiếng kinh cầu, đôi mi tuôn rơi lệ sầu. Đường đời ngày sau con bước, không còn có cha khi trời nắng mưa. Còn nhớ năm tháng êm đềm bên con, cha thương vô về, dịu dàng dạy con vui sống, mến Chúa yêu người. Con nhớ đừng quên. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy. Ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời. Đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người
để lòng cha vui. Cha ơi, cha ơi, lòng con ghi nhớ, và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha với đời người. Không nỗi buồn nào sánh bằng nỗi buồn mất cha. Vì mất cha, đời sẽ bơ vơ, đời sẽ trọn kiếp mồ côi, và sẽ không bao giờ còn được thấy cha. Khi gặp gian nan, không còn cha để nhờ người gánh bớt, chia sớt. Bỗng một ngày cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu, con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn thấy cha. Trong căn nhà trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi trọn đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con không còn. Cha tôi nhìn tôi dại khờ, cha ơi từng ngày mất cha con dại khờ giống như trẻ thơ, con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi, cha bỏ con để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi, cha ơi cha bỏ con trọn đời con.
bỗng một ngày khăn tang che giấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru xưa, nay chỉ còn phanh trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con.